Tổ chức Y tế Thế giới đã chuyển 32 tấn vật tư y tế cho ngành y tế Liban, trong đó gồm 1.000 bộ dụng cụ chấn thương để điều trị cho các nạn nhân trong chiến tranh. Các bệnh nhân ở miền nam Liban, nơi diễn ra hầu hết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel, đã chịu thiệt hại nặng nề và đã phải vật lộn để điều trị cho những bệnh nhân bị thương trong 10 tháng qua, trong bối cảnh thiếu thốn vật tư y tế. Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad nhấn mạnh mục tiêu là đưa những vật dụng và thuốc men đến nhiều bệnh viện dễ bị ảnh hưởng nhất bởi chiến sự, sẵn sàng ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp. Căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran và một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô Beirut đã giết chết một chỉ huy cấp cao của nhóm vũ trang Hezbollah của Liban.